Giá sao thì chơi hết 2 tỷ. Mấy anh skill xếp hình hình như vẫn hơi yếu. Hai em đang đứng kìa, ra làm quen đi. Được, tối nay này không? Được. Thôi là chúng mình bắt đầu đi nha cha. Chưa bao giờ gặp phải một khách sạn mà dịch vụ tệ như cái khách sạn này. Video này không nhờ ai nuôi hộ được nên là bọn mình đã quyết định gửi em Moon qua khách sạn thú cưng. Bọn mình đã gửi em Moon qua Pet Hyatt. Ở đây khách sạn thú cưng có cả camera. Nói chung là khá là yên tâm và giá khách sạn trong một đêm ở cái lồng lớn nhất ở đây là 360.000. Mình đi đâu anh? Mình đi Bali. Bali phiên bản Việt Nam à? Bali, Indonesia. Lại một chuyến đi, lại một lần nữa chị Thu đi muộn. Lần này có phạt Thu không em? Phạt. Phạt bao nhiêu? Phạt một ly cà phê. Đây rồi. Ở đây, vừa nói xấu xong. Vừa định phạt xong. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Daily Vlog. Mình lại bay Bamboo, nhưng mà Bamboo chưa mua quảng cáo của mình. Bây giờ mua quảng cáo Bamboo ơi. Đây là lần thứ hai mình đi Nha Trang trong năm nay rồi. Vậy nên là thời gian mình quay cái vlog này mình cũng không biết là bây giờ mình sẽ kể gì cho mọi người về Nha Trang. Nhưng mà đây là lần đầu tiên của chị Thu đi Nha Trang. Mình rất là hào hứng mọi người ơi, mọi người hãy chờ nó. Vậy đây là mình sẽ quay những cái gì chị Thu thích như là người lần đầu tiên đi Nha Trang để cho mọi người xem. Giờ lên máy bay tụi mình đã đi mua Starbucks để uống cà phê. Chị Thu đi muộn à, chị Thu bao cả đội cà phê chị nhỉ? Yeah. Thôi là chúng mình bắt đầu đi Nha Trang. Mẹ hãy đồng hành cùng mình nha. Phan đến sân bay đón. Ôi chào ơi, hai em đang đứng kìa. Hãy ra làm quen đi. Để anh đại diện Vietjet nhé. Mày chọn vàng hay xanh? Hả? Xanh nhá, xanh nhá, tao vàng nhá. Mày ra đi. Làm quen đi. Được, nha, nhanh nhỉ. Nhanh gọn lẻ. Ra làm quen mẹ mới của Sóc này. Yêu mẹ. Bắt tay. Bye bye mẹ. Mẹ mới của Sóc đấy. Bye bye. Mẹ mới của Sóc đấy. Chẳng hiểu giống ai mấy gái từ nhỏ lắm mẹ thế. Hồi xưa sân bay Cam Ranh là một nơi rất là buồn đối với bọn mình, là tại vì hồi xưa bọn mình yêu xa nên là mỗi một lần thì ta phải sang Thụy Sĩ đi du học là đây là cái nơi bọn mình ngồi ôm nhau khóc lóc. Anh thì rất là vui. Và đây là cái bếp của bọn mình. Chắc chắn là sẽ không nấu ăn nhưng mà nó rất là đẹp. Nãy bọn mình đi ăn mà mình bị quên mất camera ở nhà nên là bây giờ mình mới quay được. Bây giờ là bọn mình ăn bữa đêm. Hôm nay bọn mình đặt cánh gà nướng và chân gà nướng và lòng. Mình sẽ ngồi nhà nhậu. Đây hai TikToker đi vẫn phải làm việc. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là ngày thứ hai bọn mình ở Nha Trang rồi. Bọn mình mới ngủ dậy và bây giờ đang chuẩn bị đi ăn sáng ở Sailing Club. Cái quán Sailing Club là nó ở bãi biển nên là bọn mình cũng muốn bãi biển trước khi về lại Sài Gòn. Đợt này đi Nha Trang thì hơi xui vì là thời tiết nó rất là mưa và cũng không có một ánh nắng chút nào cả. Bọn mình mang rất là nhiều quần áo về đây để chụp các thứ nhưng mà mưa quá nên là cũng chẳng làm được gì.
nên là cũng không đi đảo, không đi biển gì hết, chỉ ở trong thành phố chơi thôi. Thời tiết Nha Trang siêu mù luôn mọi người. Mình một chicken tikka masala với một caramel macchiato. Mình gọi chicken tikka masala. Anh hiểu cao. Anh gọi gì anh? Pesto. Anh Đạt gọi burger. Thường cái suất này là Linda và anh Đạt phải ăn chung. Mà hôm nay anh Đạt anh gọi cái khác. Không biết mình có thể ăn hết cái này không? Nhưng mà theo như mình thấy là đồ Ấn Độ ở Sailing Club là một trong cái nơi mình thích ăn nhất. Là rất là ngon. Anh ơi, cho em nhận đĩa salad hết rồi. Rồi bọn mình qua Ruby Hotel để mình lấy một chút đồ. Thường mình đặt đồ mình hay gửi về khách sạn cho tiện ấy. Tại vì ở đây xung quanh có người nhận. Bọn mình đã quay xong vừa rồi, bọn mình nhận được một kiện hàng rất là lớn. Đây mọi người có thể nhìn đằng sau mình sắp rất là nhiều quần áo đấy. Đây là collection mới của Lenora Studios. Bọn mình đã sửa đi sửa lại rất là nhiều. Và đây là sản phẩm chính thức sắp tới sẽ ra mắt. Mình sẽ không quay cho mọi người xem hiện giờ, vì là mình sẽ làm một cái vlog riêng về buổi chụp lookbook của shop của mình ra sao, và sẽ chỉ cho mọi người những sản phẩm bên mình có trong một cái vlog khác. Hiện giờ thì mấy anh đang đi đón anh Tùng. Anh Tùng hôm nay sinh nhật, vậy nên là chiều nay bọn mình sẽ đi ăn và tổ chức sinh nhật luôn. Giờ thì mình có một chút thời gian để làm nốt một số công việc và cũng như là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa ăn tối và bữa sinh nhật ngày hôm nay. Đây mọi người, đi về Nha Trang đi chơi mà vẫn phải ngồi làm việc. Đang duyệt vlog sắp tới bọn mình sẽ đăng. Video này là chủ đề một ngày mình phải nói có cho anh Đạt luôn. Và làm việc với một cái view siêu đẹp luôn mọi người. Tụi mình đã tới The First Bistro. Hôm nay bọn mình sẽ ăn tối và ăn sinh nhật anh Tùng. Happy birthday. Anh Tùng là vừa mới từ Hà Nội vào. Surprise! Hai ngày ở Nha Trang chị cảm thấy thế nào? Chị cảm thấy chưa đủ em ơi. Chưa đủ à? Chưa đủ biển. Đây là quán phở mà khi về Nha Trang thì bọn mình sẽ đều tới ăn. Ai tới là Linda và anh Đạt cũng sẽ dẫn đi ăn. Chúng mình phải đi từ cuối thành phố đến đầu thành phố để ăn phở các bạn ạ. Quán phở mà lần nào trong vlog mình cũng đi ăn. Đấy là phở Nam Ngân. Là quán này bao lâu rồi, và đây là cứ mỗi lần tới không phải gọi nữa, người ta cứ tự mang ra cho rồi. Đây là team không hành và team hành. Có anh đưa em đấy 2 tỷ. Ok, hôm nay nha, không hỏi đấy khao luôn. Trời ơi, đại gia Đức Tùng. Mọi người biết ca sĩ Đức Tùng này không? Hot TikToker sắp nổi. Anh em xếp hình tốt thế anh em ơi. Let's go. Không phải giả chân. Chẳng có bông hoa nào. Chẳng có bông hoa. Ôi, ga lăng quá. Thank you sâu. Đã xếp xong nhưng mà vẫn không đóng được vào. Đây là cho hai cái này chồng dưới đây. Mấy anh skill xếp hình hình như vẫn hơi yếu. Wow, good job.
resort vào đêm thôi, cảm giác như đi picnic, đi phượt. Nói chung là cái xe này còn không còn một chỗ nào là nó còn trống, rất đúng ghế anh Đạt lái xe là còn trống, còn lại mọi người đồ đạc dưới chân là để phu luôn. Sợ thật, đi có mỗi đêm thôi. Hôm một mình đã tới, mình vừa ngủ được một giấc rất là ngon, quá mệt, quá là mệt. So tired. Đi chơi mà như kiểu đi chạy show ấy. Chạy show. Bây giờ sẽ quay được rồi nghỉ ngơi. Lần này bọn mình ở Mövenpick. Cứ mỗi lần Linda ra Cam Ranh, Linda thử một khách sạn mới. Villa rồi. Lần này là bọn mình book hai villa, một villa hai phòng ngủ và một villa ba phòng ngủ. Ôi có cái cổng chứa nước á. Wow. Đây có cả cổng chứa nước. Mặc dù đi du lịch nhưng mà tụi mình vẫn đang sắp xếp để quay TikTok. Nói chung là bọn mình mới check in vào khách sạn Mövenpick và mình thật sự là chưa bao giờ gặp phải một khách sạn mà dịch vụ tệ như cái khách sạn này. Trước khi book cái khách sạn này, bọn mình book villa 3 phòng ngủ để đủ mọi người ở cùng nhau ấy. Thì bọn mình đã gọi hỏi là cái giường có phải là ghép cùng nhau không, để kiểu bọn mình đi đôi thì còn ngủ cùng nhau ấy, chứ không phải là ngủ riêng hai giường nhỏ đâu. Thì họ đã bảo là tất cả đây là giường đôi hết. Và sau khi tới thì có một phòng lại để hai giường cách nhau như thế, thì bọn mình đã gọi điện cho housekeeping bảo là kiểu nghĩ là mọi người quên ấy nên là chưa ghép giường vào. Thì bên lễ tân báo là từ tháng 2 năm nay là khách sạn không cho ghép giường nữa. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao lúc mà mình gọi trước khi mình đặt phòng thì họ lại bảo một câu chuyện khác, đúng không? Thì xong cuối cùng nói đi nói lại thì cũng khách sạn không đưa ra một cái phương pháp giải quyết vấn đề là như nào luôn. Và đấy là còn kiểu bình thường, ok. Bọn mình thuê khách sạn thì ở đây có cái phòng bếp. Phòng bếp đây. Và mọi người biết không, họ không để lại cho bọn mình dao và dĩa. Và bọn mình đang cần cái dao thì khách sạn báo là thuê cái dao mất 10.000 đồng mọi người ạ. Bọn mình bỏ ra 13 triệu rưỡi một đêm ở trong cái khách sạn này. Và bọn mình phải thuê thêm 10.000 đồng cái dao. Mình thật sự là kiểu chưa bao giờ gặp một cái khách sạn tệ như thế này luôn. Kiểu hồi xưa mình có tới đây ăn tối một lần, nhưng mà bọn mình tới ăn tối thôi, kiểu trải nghiệm dịch vụ F&B ấy. Thì lúc đấy thì bọn mình được nhân viên nhận ra thì cũng gọi là dịch vụ ok. Thế nên là đợt này cũng quyết định book ở đây. Nhưng mà ai ngờ kiểu thảm họa luôn mọi người ạ. Túi rượu rất nặng, anh nào khỏe nhất thì chị đưa cho anh. Ngồi tin tưởng người, tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng. Rượu. Bọn mình đã tới quán Eo Gió. Cứ nhạc gì vậy? Đi. Xem trên TikTok bao lâu, hôm nay mới được lần đầu thử cái này đấy. Chưa mang ly ra nên là mình sẽ thử bằng kìa. Ui, ngon nhỉ? Ngon. Hôm nào để thử cái game dưa lưới nữa. Em đã hình xoài chưa? Em nói chung là đêm trước em vẫn được gọi lên. Đúng không? Thì quả trò vẫn gọi em thì mọi người tự hiểu. Không, quả trò lúc nào quả trò cũng gọi hết. Lên hay chưa lên quả trò cũng sẽ gọi. Ôi, như thế. Đấy, hỏi quả trò kèo đấy à? Chưa tìm được quả trò. Chào buổi sáng mọi người. Chuyện là trước giờ mỗi một lần mà mình đi Cam Ranh thì mình sáng dậy cô đặt báo thức để dậy đón bình minh. Nhưng mà trước bao giờ mình gặp bình minh cả, kiểu kể cả đấy là trời nắng. Mà đợt này bọn mình đi Cam Ranh thì mấy hôm ở Nha Trang Cam Ranh trời mưa ấy, nên là mình cũng không nghĩ là bao giờ mà thức để dậy chụp ảnh hay gì đấy, tại vì nghĩ nó sẽ âm u. Mà ai ngờ sáng nay 5:30 sáng mình bị đau răng nên là mình tỉnh và mình đã bắt gặp được cái bình minh siêu đẹp luôn, rất là mừng. Nhưng mà vẫn đang còn rất là buồn vì hôm qua mình bị quên cái máy sấy tóc Dyson của mình ở bên villa mà mình ở. Hôm qua mình có gọi rồi nhưng mà chưa thấy người ta phản hồi là người ta tìm được chưa. Là mình đang mong cho nó tới tầm 8-9 giờ để gọi lại cho người ta hỏi xem sao. Giờ thì mình mới uống thuốc xong. Vậy là bây giờ mình sẽ đi ngủ thêm một chút nữa rồi tí nữa còn mọi người sẽ ăn sáng. Dậy ăn sáng đi nhá.
Vậy cũng là kết thúc của cái chuyến đi này. Hẹn mọi người ở Sài Gòn nhé. See you. Giờ mỗi người phải lái một xe về lại Nha Trang, vì bọn mình tối nay sẽ còn ở lại đây nữa. Rất lâu rồi mình chưa lái xe mà kiểu anh đặt một xe, Linda một xe. Hồi xưa bọn mình có suốt ngày đua với nhau cơ. Bọn mình đã về lại thành phố ăn trưa với anh Cường. Và tối nay bọn mình sẽ ăn tối cùng gia đình nữa, là bọn mình sẽ bay về lại Sài Gòn. Rất là may mắn mình đã tìm lại được cái Dyson của mình, vì là mình cũng không nghĩ là mình sẽ có thể bỏ ra số tiền để mua lại cái mới. Nhưng mà may bên Villa đã tìm ra và giữ lại cho mình cái máy sấy tóc. Đấy, bây giờ bọn mình đã tới một cái quán gọi là La Cala. Lần nào về Nha Trang thì bọn mình qua đây ăn. Đây là quán Ý. Mình sẽ có gắn một cái video về review về quán này một lần mình ăn ở đây. Đây là Mocha và đây là Choco. Hồi xưa bọn mình ở Nha Trang suốt ngày mang hai đứa về nuôi. Hello. Hello. Benji. Hello. Benji chào chưa? Hello. Chào. Anh. Chào. Mocha miếng nhé. Cho Mocha miếng nào. Mocha. Mocha đâu? Mocha, Mocha. Chê, chê, chê. Chê, eo ơi, chảnh. Thương, cô Thảo một cái, cô Thảo đi về nè. Thương, cô Thảo. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Mocha thơm, mocha thơm. Mocha thơm. Mocha thơm. Bye bye. Bye bye. Thơm gió, thơm gió. Thơm gió, thơm gió. I love you nha. Mọi người cứ hỏi mình hay mua cái kính của mình ở đâu. Nó làm ở địa chỉ này ở Nha Trang nha mọi người. Thật sự là mình không biết order online ở đâu, nên là cái kính của mình nó nằm ở đây này. Đo mắt lại thì cái kính của kia, cái kính kia mình làm rất là lâu rồi, nên là sẽ đo mắt lại. Nani? Con chào bố, em chào anh và chị. Hello. Đây là cháu trai của mình. Hello. Thường anh đạt về là không bao giờ cho nhặt cho anh đạt về đâu, mà hôm nay theo này. Thanh niên không hẹn mà vẫn mặc đồ đôi. Lần nào cũng thấy luôn mọi người. Bọn mình ăn tối với gia đình xong thì cũng ra sân bay. Và đây cũng là kết thúc của chuyến đi Nha Trang. Mình cảm ơn mọi người đã xem hết tới cái video này. Nếu mọi người thích video này thì nhớ like, subscribe và comment video này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye.